vị vẫn giữ làn sóng. Ngọc Trâm và Thế Hoài xin được quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ đời sống và giải trí. Mở đầu với phần tin Hoa Kỳ. Thưa quý vị, Thượng nghị viện hoãn bỏ phiếu về dự luật bảo hiểm y tế vì Thượng nghị sĩ John McCain phải giải phẫu. Tối ngày 15 tháng 7, Thượng nghị sĩ Mitch McConnell là chủ tịch khối đa số của Thượng nghị viện đã tuyên bố hoãn cuộc bỏ phiếu về luật bảo hiểm y tế mới để chờ Thượng nghị sĩ John McCain hồi phục sau một cuộc giải phẫu. Vài tiếng đồng hồ trước đó, ông John McCain đã thông báo vừa giải phẫu lấy một cục máu bầm ở mắt. Ông McConnell đã cho biết trong khi chờ đợi ông McCain, Thượng nghị viện sẽ tiếp tục hoàn tất các công việc khác, như là thảo luận các dự luật khác hay là thẩm tra để bổ nhiệm những người được đề cử vào các chức vụ trong chính quyền. Nếu muốn dự luật bảo hiểm y tế của Thượng nghị viện được chấp thuận, thì cần phải có 50 trên 52 thượng nghị sĩ của đảng Cộng hòa bỏ phiếu ủng hộ. Nên sự vắng mặt của ông McCain có thể gây trở ngại cho dự luật vì đã có ít nhất là 2 thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa có tỏ ý không tán thành dự luật này. Ngay chính ông McCain cũng không hài lòng với dự luật mới của Thượng nghị viện và cho biết là ông sẽ yêu cầu sửa đổi thêm để có lợi cho tiểu bang của ông, đó là Arizona. Bản tin tiếp nối nói về số phận của khu bảo tồn Cascade-Sikisu ở Oregon. Ngày 15 tháng 7, Tổng trưởng Nội vụ là Ryan Zinke đã cùng với một số dân biểu của đảng Cộng hòa đi tới khu bảo tồn Cascade-Sikisu nằm ở biên giới giữa hai tiểu bang là Oregon và California. Ông Zinke cho biết là ông và các quan chức khác sẽ trực tiếp xem xét và tìm hiểu để gặp gỡ hỏi thăm dân chúng trong vùng trước khi ra quyết định có mở rộng khu bảo tồn Cascade-Sikisu hay là không. Rất đông người thuộc hai phe chống đối và ủng hộ việc mở rộng khu bảo tồn và tụ tập để bày tỏ ý kiến với giới hữu trách. Tổng trưởng Zinke cho biết là ông sẽ hoàn tất việc điều tra xem xét vào ngày 23 tháng 8 tới đây. Cascade-Sikisu là một khu bảo tồn tự nhiên rộng hơn 86.000 mẫu đất bao gồm rừng rậm, đồng cỏ được Tổng thống Bill Clinton ký sắc lệnh thành lập vào tháng 6 năm 2000. Sau đó, tới tháng Giêng năm 2017, thì Tổng thống Barack Obama đã ký sắc lệnh mới mở rộng khu này ra thêm 48.000 mẫu nữa thành một khu bảo tồn trải dài cả hai tiểu bang. Thưa quý vị, tỷ lệ ủng hộ dành cho Tổng thống Donald Trump giảm sút. Kết quả của một cuộc thăm dò dư luận chung của tờ báo Washington Post và đài truyền hình ABC mới đây đã cho thấy tỷ lệ ủng hộ dành cho Tổng thống Donald Trump đã giảm sút kể từ 46% vào mùa xuân, hiện giờ chỉ còn được 36%. Ngược lại, tỷ lệ phản đối ông Trump lại tăng lên tới 58%, trong đó có 48% người được thăm dò cho biết họ cực lực phản đối các chính sách của ông. Trong nhiệm kỳ thứ hai, Tổng thống George W. Bush cũng từng bị phản đối tới mức như vậy. Khoảng 48% người được thăm dò còn cho rằng, từ khi ông Trump lên cầm quyền, uy tín của Hoa Kỳ trên thế giới đã giảm sút. Chỉ có 27% cho rằng Hoa Kỳ đã tăng thêm uy tín. Riêng về mặt kinh tế, thì số người ủng hộ các chính sách của ông Trump vẫn giữ nguyên như cũ, đó là khoảng 43% và 41% không tán thành. Kết quả thăm dò còn cho thấy rằng Tổng thống Trump hưởng lợi ở nhiều chỗ nhiều người đang cho rằng đảng Dân Chủ hiện giờ không có chủ trương gì rõ rệt mà chỉ chú tâm vào việc chống đối lại các chính sách của ông Trump. Giá cần sa ở Nevada tăng nên nhiều người phải đi mua ở chợ đen, thưa quý vị. Đa số dân chúng ở tiểu bang Nevada đã bỏ phiếu chấp thuận nên chính quyền của tiểu bang đã hợp thức hóa việc sử dụng cần sa để giải trí. Ít ai ngờ rằng sau khi cần sa được hợp pháp hóa ở Nevada thì lại xảy ra hậu quả là giá cần sa lại tăng lên quá cao. Tại nhiều nơi, giá đã tăng lên gấp đôi so với trước. Nguyên nhân là vì thuế đánh vào cần sa tăng lên và nhu cầu mua cần sa cũng tăng. Nhiều người cần mua cần sa thường xuyên để làm thuốc giảm đau, vì vậy không còn cách nào khác hơn là phải mua cần sa ở chợ đen để được giá rẻ hơn thay vì mua tại các địa điểm được phép bán cần sa chính thức. Các cửa tiệm có phép bán cần sa cũng tìm mọi cách khuyến khích những người mua cần sa làm thuốc giảm đau tới mua tiệm thay vì là mua ở chợ đen bên ngoài. Những người này bao gồm cũng được ưu tiên mua trước tại tiệm và lúc nào cũng có thể có thuốc đầy đủ bán cho họ. Tuy nhiên, những biện pháp này đều không đủ thu hút và một số đông vẫn mua bên ngoài một cách lén lút. Bước sang phần tin đời sống và giải trí, mở đầu với phần tin đời sống, thưa quý vị. Nhà xếp mở tự động được rao bán với giá là 130.000 Mỹ Kim. Một công ty mới thành lập ở Anh có tên là Tenfold Engineering đã chế ra một loại nhà được xếp gọn lại và có thể tự động mở ra thành một ngôi nhà hoàn chỉnh chỉ trong vòng 8 phút. Chủ nhà chỉ cần nhấn nút là các văn phòng trong ngôi nhà lần lượt bày ra trước mắt giống như một cây đàn phong cầm.
Một căn nhà loại này rộng khoảng 689 square feet, có thể có nhiều công dụng hoặc là làm văn phòng làm việc, làm phòng khám bệnh hay nơi cắm trại. Sau khi đã mở căn nhà ra mà lại muốn dời nhà đi nơi khác, thì chủ nhân chỉ cần nhấn nút lần nữa thì căn nhà sẽ tự xếp lại được. Nhà này được làm bằng các vật liệu loại nhẹ nên có thể di chuyển từ nơi này sang nơi khác bằng xe tải rất dễ dàng. Giá bán khởi đầu của một căn nhà như vậy là 129.330 Mỹ Kim, và những người ưa thích có thể liên lạc thẳng với công ty Tenfold Engineering qua website để biết thêm chi tiết. Cửa tiệm cưới thình lình đóng cửa làm cho các cô dâu hốt hoảng. Rất nhiều cô dâu sắp làm đám cưới ở thành phố Lincoln thuộc tiểu bang Nebraska đã phát hoảng vì bất ngờ được biết là công ty bán áo cưới Alfred Angelo đã đóng cửa tất cả các chi nhánh trên toàn nước Mỹ. Công ty này có đại bản doanh ở thành phố Delray Beach của tiểu bang Florida và mở tổng cộng là 60 chi nhánh trong cả nước. Ngay cả một số nhân viên làm việc cho Alfred Angelo ở thành phố Lincoln cũng không được biết trước là công ty này đóng cửa, mà chỉ biết cùng một lượt với khách hàng. Nhiều người chỉ được biết tin là Alfred Angelo đóng cửa qua một thông báo đăng trên tài khoản Facebook của công ty này, nhưng khi chạy tới nơi thì cũng không kịp lấy được các trang phục cho đám cưới. Công ty Alfred Angelo cho biết lý do phải đóng cửa các cửa tiệm ngay lúc này là vì đang làm thủ tục xin khai phá sản. Thưa quý vị, biểu tình biểu dương lực lượng của người đồng tính ở San Diego. Gần 280 hội nhóm của những người đồng tính, song tính và chuyển giới, cộng với nhiều người là thành viên của các trường học, giáo xứ, cơ sở thương mại, quan chức chính quyền, tuy không phải là người đồng tính nhưng cùng tham gia cuộc biểu tình biểu dương lực lượng của người đồng tính ở thành phố San Diego vào ngày 15 tháng 7. Ngay cả những người không thuộc các hội đồng tính LGBT cũng ăn mặc quần áo có màu sắc cầu vồng tượng trưng cho người trong giới này khi tham gia đoàn cuộc biểu tình, kể cả những người là các quan chức dân cử địa phương. Cuộc biểu tình thường niên biểu dương lực lượng của người đồng tính ở San Diego được coi là một trong những cuộc biểu tình có quy mô lớn nhất của cộng đồng LGBT ở Hoa Kỳ. Theo ước tính, số người tham gia cuộc biểu tình năm nay ở San Diego đã lên tới 200.000 người. Bước sang các bản tin giải trí của quý vị, hoàng tử Harry và ca sĩ Harry Styles tới dự buổi chiếu ra mắt bộ phim Dunkirk. Hoàng tử của nước Anh là Harry và cựu thành viên của ban nhạc One Direction Harry Styles đã vừa cùng nhau sải bước trên thảm đỏ của buổi ra mắt chiếu bộ phim mới thuộc đề tài chiến tranh mang tựa đề là Dunkirk tại thủ đô London, trong tiếng reo hò của những người hâm mộ cũng như là giới săn ảnh của những người nổi tiếng. Nhiều thiếu nữ thậm chí đã rơi lệ khi được nhìn thấy diện mạo bằng xương bằng thịt của Harry Styles. Đây là lần đầu tiên mà Harry Styles thử sức trong lĩnh vực diễn xuất. Bộ phim Dunkirk đã được đạo diễn Christopher Nolan chỉ đạo với nội dung nói về cuộc chiến trong thời đệ nhị thế chiến. Vào thời điểm mà các binh sĩ của Anh Quốc, Pháp và Mỹ đã bị mắc kẹt trên bãi biển của Pháp trong sự bao vây của lực lượng Đức Quốc xã. Hoàng tử Harry đã có thời gian phục vụ trong quân đội của Anh Quốc tại tỉnh Helmand của Afghanistan. Vào ngày thứ Năm ngày 13 tháng 7, anh đã có dịp gặp gỡ các cựu chiến binh Dunkirk tại cung điện Hoàng gia Kensington. Cùng góp mặt vào tác phẩm điện ảnh này còn có các diễn viên khác như là Tom Hardy, Mark Rylance và Kenneth Branagh. Phim Dunkirk sẽ chính thức được trình chiếu tại các rạp vào ngày 21 tháng 7 sắp tới đây. Chuyển sang một tin giải trí khác, thưa quý vị, Gianca Bono góp mặt vào buổi lễ tưởng nhớ tới vụ tấn công khủng bố ở thành phố Nice. Thủ lĩnh của ban nhạc U2, tức là nam ca sĩ Bono, người đang sở hữu một ngôi nhà trong vùng French Riviera, thơ mộng, đã vừa góp mặt vào buổi lễ tưởng niệm một năm ngày xảy ra vụ tấn công khủng bố bằng xe tải ở thành phố Nice của Pháp Quốc vào ngày thứ Sáu 14 tháng 7. Cách đây đúng một năm về trước, vụ tấn công làm chấn động nước Pháp đã khiến cho 86 người tử vong. Vào thời điểm Nice bị tấn công khủng bố, Gianca Bono cũng có mặt tại đây. Khi đó, ông đang ăn tối bên trong nhà hàng Le Petit Maison. Vợ chồng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tới chủ tọa buổi lễ tưởng niệm, nơi dùng để vinh danh và tưởng nhớ tới những nạn nhân kém may mắn từng bị sát hại vào ngày 14 tháng 6 năm 2016. Đây cũng là dịp mà người dân nước Pháp đánh dấu lễ quốc khánh Bastille Day. Kesha ra mắt MV mới mang tựa đề là Praying. Nữ ca sĩ trẻ tuổi người Hoa Kỳ Kesha đã vừa ra mắt tác phẩm single mới mang tựa đề là Praying. Đây là một trong những bài hát được cô trình bày trong album thứ 3 Rainbows.
Sau gần 5 năm vắng bóng, Kesha đã tái xuất và phát hành tác phẩm Praying vào ngày 6 tháng 6. Đến nay thì cô mới hoàn tất music video cho bài hát này. Đoạn MV đã được Jonas Anchorland chỉ đạo diễn xuất và hiện đang thu hút gần 15 triệu lượt theo dõi của người xem trên trang mạng YouTube. Vào ngày thứ Năm ngày 13 tháng 7, Kesha cũng đã phát hành MV cho nhạc phẩm Woman. Album thứ 3 mang tựa đề Rainbow của Kesha sẽ chính thức phát hành vào ngày 11 tháng 8 sắp tới đây. Ngoài việc xa cơ lỡ bước trong sự nghiệp ca hát, nữ ca sĩ Kesha còn bị mất rất nhiều tiền bạc cho các vụ kiện tụng trên tòa sau khi mà công khai cáo buộc nhà sản xuất âm nhạc là Dr. Luke cưỡng bức cô. Vào năm 2014, cô đã từng phải vào trại cai nghiện. Kính thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc cho phần tin tức News at Night của buổi tối ngày hôm nay. Ngọc Trâm và Thế Hoài xin cảm ơn quý vị rất là nhiều đã theo dõi. Kính chúc quý vị có một buổi tối an lành và một đêm ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin lần sau của Đài Việt TV. Xin trân trọng kính chào tạm biệt.